Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy rằng với bạn tuổi Tý sẽ tìm thấy bình yên, may mắn trong những ngày đầu tuần và cái thời gian này không kéo dài được bao lâu. Vì vậy, nếu như bạn tuổi Tý đang có cái dự định đi học thêm kiến thức nào đó mới thì bạn hãy chuẩn bị về tài chính cho mình và bạn tuổi Tý bạn nên bắt đầu ngay từ bây giờ để đảm bảo cho an toàn của bản thân trong cái khoảng thời gian về sau này bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý có thể vì cái thời điểm đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp của bạn có phần được suôn sẻ, cho nên bản mệnh có phần chủ quan, không tập trung cao độ nên dễ để xảy ra cái sự sai sót trong những ngày cuối tuần nhé. Và khi đó thương quan chiếu mệnh bất ngờ xuất hiện khiến cho bạn tuổi Tý không kịp trở tay nữa. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, bản mệnh sẽ đứng trước rất nhiều những cái lựa chọn khác nhau và bản thân của bạn tuổi Tý vô cùng là bối rối, không biết chọn lựa nào cho thích hợp với mình. Và bạn tuổi Tý, bạn hãy thử lắng nghe những cái cảm xúc của mình, không nên bị ảnh hưởng từ những người xung quanh hay là bị tác động quá nhiều bởi họa bạn tuổi Tý nhé. Trong tuần mới này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang được cát tinh nâng đỡ, cho nên dù có hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa thì bạn tuổi Tý bạn cũng đừng có quên nghe lời khuyên của một số người, nhất là trong công việc lĩnh vực mà bản thân chưa thực sự giỏi, chưa thực sự hiểu biết nhiều. Cái thái độ khiêm tốn, ham học hỏi sẽ giúp cho bản mệnh tuổi Tý sớm đạt được cái thành công như mong muốn trong sự nghiệp, trong tương lai của mình bạn tuổi Tý nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu không được như ý muốn, có người còn cảm thấy bối rối khi đang có cái dấu hiệu rõ ràng của cái việc tái ngộ của người cũ. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng có né tránh bởi đây là cái cơ hội để cho bản mệnh lắng nghe tiếng lòng, trung thực với cái cảm xúc của trái tim mình đó bạn tuổi Sửu nhé. Về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong cái tuần mới này lại khá chi là thuận lợi. Đây là cái thời điểm giao quan trọng để cho bạn tuổi Sửu bước sang chương mới của cuốn sách. Một số cái mâu thuẫn trước đây sẽ được hóa giải ngay từ đầu tuần với bạn tuổi Sửu. Cái con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Sửu sẽ được tươi sáng dần lên, thậm chí có thể nhận được cái sự vận may thăng tín nữa đối bạn tuổi Sửu nhé. Và cái tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn lên xuống thất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của bạn. Và bạn tuổi Sửu, nhất là khi bạn đang gặp kiếp tài gây tác động xấu không chỉ cho cái mối quan hệ của bạn mà còn tiền bạc của bạn cũng cảm thấy thiếu cái sự tự tin vào bản thân mình. Nhưng may mắn là mọi việc sẽ sớm được ổn thỏa với bạn nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang có được sao Thiên Đức nâng đỡ. Cho nên dù bạn tuổi Sửu có khó khăn gì đi chăng nữa, bản mệnh vẫn có thể tìm thấy cái cơ hội ở trong đó. Vì thế mà bạn tuổi Sửu đừng tự bỏ lỡ những gì mà mình đang có khi bạn chỉ nhìn vào những cái mặt tiêu cực của vấn đề nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn hãy tự tin vào cái con đường mình đã chọn từ trước đó. Niềm tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp, cho tương lai của mình đó bạn tuổi Sửu nhé.
Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là tâm trạng của bạn tuổi Dần khá chi là lẫn lộn trong cái thời gian này, và bạn tuổi Dần có nhiều cơ hội về nghề nghiệp ùa tới với bạn, nhưng cạnh đó cũng là những thách thức không hề nhỏ cho bạn nhé. Với bạn tuổi Dần, lúc này cần phải nhanh chóng để nắm bắt những cái cơ hội tốt đẹp và cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để có thể nhìn nhận những cái cơ hội cho rõ ràng bạn tuổi Dần nhé. Xong ạ, cái vận trình của bạn mệnh tuổi Dần trong cái tuần mới này cũng chịu ảnh hưởng từ cái sự biến động này. Và lúc này, bạn tuổi Dần, cái việc đối thoại và chia sẻ là rất quan trọng. Người tiền bối thông thái, nhiều kinh nghiệm có thể giúp cho bạn tuổi Dần khám phá ra những cái khả năng tiềm ẩn mới mẻ trong cái con người của mình. Nhờ thế mà cái con đường thăng tiến với bạn tuổi Dần càng được rộng mở hơn nhé. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dần, có sao Thiên Nguyệt ghé thăm, cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Dần sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Nhiều phần là vì bạn tuổi Dần suy nghĩ quá nhiều, dễ rơi vào cái trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Và bạn tuổi Dần, thay vì cố làm rõ vấn đề gì đó, bạn mệnh nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Theo thời gian thì mọi việc sẽ dần ổn định và sáng tỏ với bạn bạn tuổi Dần nhé. Tỷ kim chiếu mệnh khiến cho bạn tuổi Dần trong cái tuần mới này cũng gặp rắc rối trong những ngày đầu tuần, nhưng nhờ đó mà bạn tuổi Dần bạn có được cái sự cảnh giác hơn, không còn cả tin vào người khác nữa. Và khi bạn mệnh tuổi Dần thực hiện mọi thứ cẩn thận, chu đáo hơn thì cuộc sống trong những ngày cuối tuần với bạn lại khá chi là an nhàn, không phải lo nghĩ gì nhiều nữa bạn tuổi Dần nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần mới này, các mối quan hệ của bạn tuổi Mão nói chung đều diễn biến tích cực, nhưng vấn đề chuyện tình cảm riêng tư của bạn lại đang có chút trục trặc, một phần là do cái sự khép mình bất chợt của bạn, và cái điều này có thể sẽ khiến cho đối phương lo lắng. Và bạn tuổi Mão, nếu có gì không thoải mái thì bạn hãy chia sẻ thẳng thắn với nửa kia nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, bản mệnh sẽ gánh một số áp lực hoàn thành những cái kế hoạch công việc đã đề ra từ trước đó nhưng chưa kết thúc được. Có thể với bạn tuổi Mão, cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Mão mệt mỏi và dễ nổi nóng. Thế nhưng với bạn tuổi Mão, bạn nên nhẫn nại và nỗ lực và bạn sẽ thấy cái thành quả xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra bạn tuổi Mão nhé. Nhưng nhân cái cơ hội đang có cát tinh nâng đỡ cái vận trình trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, bạn mệnh đừng có ngần ngại cái điều gì mà bỏ cuộc, bạn hãy thực hiện mọi cái việc đến cùng, khó khăn chỉ là tạm thời với bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn sẽ làm được, thành công sẽ đến với bạn, thành công sẽ đến với người chăm chỉ và không ngừng nỗ lực bạn tuổi Mão nhé. Những ngày đầu tuần với bản mệnh tuổi Mão thường xuyên gặp chuyện không được như ý, nhưng càng ngày cuối tuần có được thiên tài trợ mệnh, cho nên với bạn tuổi Mão có phần vui vẻ, lạc quan hơn. Khi có tiền trong tay, bạn tuổi Mão đã cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn và tự tin cũng dần quay trở lại với bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn có phần khá chi là khó hiểu. Đôi lúc bạn cảm thấy cô đơn giữa đám đông và quá tải cảm xúc mà không hiểu cái lý do nào cả nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy mở lòng mình, chia sẻ cùng với những người thân thiết. Cái điều này sẽ là cái giải pháp hữu ích cho bạn. Và bản mệnh tuổi Thìn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều đó bạn tuổi Thìn nhé.
Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn, cái vận trình của bạn lại khá chi là ổn và dường như cái mối quan tâm lớn nhất của bạn tuổi Thìn trong lúc này là công việc. Ngoài công việc ra, bạn không bận tâm bất cứ cái điều gì khác nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thìn, bạn đừng để cho chúng trở thành cả thế giới. Cái điều này khiến cho bản mệnh quên đi mất rằng vẫn còn nhiều thứ quan trọng cần phải chú ý như là người thân trong gia đình chẳng hạn đó bạn tuổi Thìn nhé. Sao giải thần soi chiếu trong cái tuần mới này với bạn tuổi Thìn, bạn là người thích giúp đỡ người khác cho nên các mối quan hệ xã hội của bạn tuổi Thìn rất chi là tốt đẹp. Cái điều này mang lại không ít cái vận khí tốt lành và cái sự may mắn cho chính bản thân của mình. Nhờ đó mà bạn tuổi Thìn, bạn có một số cái khó khăn đã được đẩy lùi và giúp cho bạn không còn lo lắng, nghĩ ngợi nhiều như trước nữa nhé. Cái con đường tài lộc của bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này cũng có nhiều cái biến động bất ngờ. Tuy nhiên, khi thiên tài xuất hiện vào những ngày đầu tuần, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn cảm thấy vô cùng thoải mái với cái số tiền mà bạn đang sở hữu. Và bạn tuổi Thìn càng về cuối tuần càng có nhiều rắc rối khó lường với bạn. Vì vậy, bản mệnh tuổi Thìn nên nhớ là cần phải tập trung, chớ nên chủ quan lại gây ra sai sót cho mình đó bạn tuổi Thìn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng tuần mới này bạn tuổi Tỵ bạn có được đầy hứng khởi và lúc này bạn tuổi Tỵ cũng sẽ có nhiều cái cảm hứng để trang hoàng lại nhà cửa cũng như là dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên trong gia đình và những cái mối quan hệ quan trọng của bản thân mình nữa đó. Và bạn tuổi Tỵ với cái sự che chở của thực thần, niềm vui của bản mệnh thực sự được đong đầy trong những ngày đầu tuần. Vì thế, nhớ là bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tận hưởng một cách trọn vẹn vì những ngày sau đó sẽ là ngày khó khăn với bạn tuổi Tỵ mà bạn phải đương đầu không ít những thử thách diễn ra khiến cho bạn tuổi Tỵ phải tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết đó bạn tuổi Tỵ nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này, cái vận trình tình duyên của bạn được khởi sắc trong cái thời điểm này. Nhất là đối với những bạn đang còn độc thân, cái vẻ bề ngoài đầy bí ẩn của bạn giúp cho bạn thu hút được ánh nhìn của mọi đối tượng khác phái xung quanh. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có chia sẻ hay là tâm sự quá nhiều vì những cái điều riêng tư sẽ không có lợi cho bản mệnh lắm đâu đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và đặc biệt đó, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp sao Thiên Hình xuất hiện. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Tỵ rất dễ gặp họa nếu không biết kiểm soát cảm xúc của mình và lại dùng những cái lời nói không mấy hay ho để chỉ trích người khác. Nhất là đối với những ai cao ngạo sẽ khiến cho kẻ ganh ghét làm hại, thậm chí là cố tình gây cái điều xấu để hạ bệ bạn tuổi Tỵ đó nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là đây là một tuần rất chi là tuyệt vời để cho bạn tuổi Ngọ theo đuổi những cái niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ lúc này sẽ nhận ra bản thân mình đang thích làm việc một mình hoặc là cùng làm việc với cộng sự cực kỳ là tin tưởng hơn. Cái điều này có thể vô tình khiến cho cái việc giao tiếp của bản mệnh tuổi Ngọ trở nên căng thẳng đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Những ngày đầu tuần với bạn tuổi Ngọ vẫn sẽ có những cái rắc rối ghé thăm bản mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Ngọ cảm thấy lạc lối và phải đến giữa tuần cho đến cuối tuần với bạn tuổi Ngọ mới cảm nhận được cái sự thong thả và thư thái nhé. Có rất nhiều cái hỗ trợ cho công việc của bạn tuổi Ngọ trở nên thuận lợi hơn vào cái thời điểm cuối tuần đó. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này lại tiến triển rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ xung quanh bản mệnh tuổi Ngọ lúc này được cải thiện rõ rệt,
Có thể nói đây là cái giai đoạn tình bạn, sự kết giao và chia sẻ đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn sẽ nhiều lần trở thành người đứng giữa để thiết lập hòa bình trong nhóm, giúp cho mọi người gắn kết với nhau hơn nữa đó. Xong, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, cái điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cái vấn đề sức khỏe của bản mệnh tuổi Ngọ trong cái tuần mới này. Tình hình chưa thực sự thay đổi là vì bạn tuổi Ngọ chưa luyện tập đầy đủ, đều đặn. Ngoài ra, có thể thể chế ăn uống của bạn không thực sự tốt như bạn tuổi Ngọ vẫn nghĩ. Vì vậy, bạn hãy tìm hiểu cái nguồn đáng tin cậy hơn để cải thiện sức khỏe của mình bạn tuổi Ngọ nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi, bạn sẽ cần phải hết sức nỗ lực để có thể hoàn thành một cái dự án nào đó mà từ trước nhưng chưa có cái cơ hội để hoàn thiện nó được. Ai đó có thể là đồng nghiệp sẽ hối thúc bạn tuổi Mùi cần phải hoàn thiện cái công việc này trong ngày hôm nay, và bạn tuổi Mùi, bạn đừng có coi đó là một áp lực, bởi vì đó chính là cái động lực để cho bản mệnh có thể đạt được thành quả tốt nhất đó. Chính tài năng đó mang lại cho bạn tuổi Mùi không ít tin vui về tài lộc trong tuần. Thế nhưng, cái niềm vui này không kéo dài được bao lâu khi những cái khó khăn liên tục ập tới trong những ngày tiếp theo với bạn. Có những lúc, bản mệnh tuổi Mùi tưởng chừng như đã là xong xuôi hết mọi việc vẫn có thể xảy ra lỗi. Thế nên, bạn tuổi Mùi cẩn thận vẫn sẽ tốt bạn tuổi Mùi nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này, với bạn tuổi Mùi dường như là bạn đang cảm thấy mình hy sinh quá nhiều và dần không còn là chính mình nữa trong cái mối quan hệ đó. Trước khi trách đối phương về cái điều gì đã xảy ra thì bạn tuổi Mùi, bạn nên cương quyết, hãy thử lùi lại một chút để cho những người xung quanh biết rằng họ cần và yêu thương mình như thế nào nhé. Vào những ngày cuối tuần với bạn tuổi Mùi, đây là lúc mà bản thân của bạn tuổi Mùi cần được nghỉ ngơi, đi dạo một chút cho tinh thần được thư thái. Như vậy sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi có thể lấy lại được cái sự tỉnh táo, định hướng cho tương lai của mình thay vì cứ hùng hục lao đầu vào làm việc bạn tuổi Mùi nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân ạ, cho chúng ta thấy là về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Thân có những cái điều nhỏ nhặt đời thường có thể khiến cho bạn tuổi Thân bị mất tập trung vào những cái công việc quan trọng được giao phó trong tuần này đó. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy cố gắng để có thể gạt bỏ những cái cảm xúc này và dồn tâm huyết cho cái nhiệm vụ mà mình được giao. Nếu như bạn tuổi Thân, bạn muốn có một tuần làm việc hiệu quả với mình nhé. Thiên tài xuất hiện mang lại cho bạn tuổi Thân có được cái niềm vui về tài lộc cho bản mệnh vào những ngày giữa tuần. Nhưng sau đó vẫn có những cái khó khăn tiềm tàng mà bạn tuổi Thân không đủ cái khả năng để nhận diện ra đoạn. Nếu có thể, với bạn tuổi Thân, bạn nên tránh những cái việc không phải là của mình, tránh tự gây ra họa chỉ vì thích tham gia vào việc của người khác bạn tuổi Thân nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Thân, bạn trở nên nhạy cảm với các cuộc cãi vã và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Thân trong lúc này là trước khi hành động, bạn hãy lắng nghe cái quan điểm từ nhiều phía khác nhau, cũng như là để con tim của mình lên tiếng một lần, đừng có vội sợ hãi, nếu không sẽ mắc lỗi và kiềm chế bản thân quá mức đó bạn tuổi Thân nhé. Trong tuần này, bạn tuổi Thân cũng đang gặp Nguyệt Mạ xuất hiện, hỗ trợ cho bạn rất chi là nhiều để thích nghi trong mọi hoàn cảnh và tình huống có thể xảy ra. Có những khi bản mệnh tuổi Thân bị dồn tới cái chân tường, nhưng dường như bản tuổi Thân đủ tinh ý để nghĩ ra cái cách để cứu cho mình mà không cần phải người khác giúp đỡ bạn nhé.
Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang có những cái nỗi lo lắng vớ vẩn có thể xuất hiện ở trong lòng, khiến cho bạn tuổi Dậu khó lòng mà tập trung vào những cái giá trị tốt đẹp của đời sống được nhé. Và bạn tuổi Dậu, nếu như công việc của bạn bạn cảm thấy quá tải thì tốt nhất là nên gác chúng lại và nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Có như thế thì tinh thần của bạn sẽ tốt hơn bạn tuổi Dậu nhé. Thiên quan xuất hiện, dự báo cho bạn tuổi Dậu đang có những cái rắc rối không đáng có, khiến cho bạn tuổi Dậu cảm thấy muộn phiền. Thế nhưng, với bạn tuổi Dậu, bạn đừng có để cho những cái chuyện này làm tâm trạng của mình đi xuống. Nếu không thoát khỏi được những cái cảm giác tiêu cực, thì ngày cuối tuần với bạn tuổi Dậu sẽ là những ngày trải qua một cách khó khăn với nhiều cái sự căng thẳng đối bạn tuổi Dậu nhé. Một người nào đó có thể đang đặt bẫy bạn tuổi Dậu và cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu bị bùng nổ về mặt cảm xúc. Và bạn tuổi Dậu, để chuẩn bị tốt hơn cho cái việc ứng phó, bạn hãy lùi lại và nhìn vào cái bức tranh lớn hơn. Có thể người này không hề phù hợp, nhưng bản mệnh đang tưởng tượng ra đoạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy lấy nó làm cái dấu hiệu để đưa ra cái quyết định cho phù hợp bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái tuần mới này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được sao Thiên Diêu soi sáng. Cái điều này mang lại niềm tin, hy vọng mới cho bạn tuổi Dậu đang có được những cái niềm tin, hy vọng trong tình yêu nhé. Cái vận đào hoa vượng sắc, tuy nhiên một số bạn đang còn độc thân lại có quá nhiều đối tượng theo đuổi. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Dậu có cái sự hoang mang, bối rối vì không biết lựa chọn ai cho phù hợp với mình cả đoạn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy rằng cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tuất đang tiến triển rất chi là tốt đẹp. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên tận dụng để học cách truyền đạt những cái mong muốn của mình trong công việc ngay từ đầu tuần mới bắt đầu nhé. Bằng cách này, cái con đường thăng tiến của bản mệnh tuổi Tuất sẽ trở nên trôi chảy và suôn sẻ, đẹp đẽ hơn rất chi là nhiều đoạn. Những ngày đầu tuần với bạn tuổi Tuất đang có được thiên tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tuất, bạn không cần phải lo lắng, nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng, càng về cuối tuần, càng có nhiều rắc rối mà bạn tuổi Tuất không thể kiểm soát được. Bạn cần phải tránh những cái việc mà bản thân không cảm thấy chắc chắn. Đôi khi, cảm nhận của bản mệnh cũng rất đúng đó bạn tuổi Tuất nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong cái tuần mới này, cái con đường tình duyên của bạn không được vui vẻ cho lắm. Và bạn tuổi Tuất, bạn đang suy nghĩ khá chi là nhiều. Thay vào đó, bạn nên trò chuyện với người ấy về những cái nhu cầu chưa được đáp ứng và cả nhiều cái sự trăn trở mà mình đang cảm nhận được giữa cả hai người nhé. Trước những cái ước muốn nông nổi, bản mệnh cần phải suy nghĩ thận trọng hơn đối bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp sao âm sát soi chiếu. Cái điều này làm cho cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Tuất vì thế mà bị ảnh hưởng khá chính là nhiều. Và bạn tuổi Tuất, bạn rất dễ bị lừa gạt. Bạn cần phải cẩn thận với những cái lời mời đầu tư, kinh doanh, dụ dỗ về tiền bạc trong tuần nhé. Thường những người khiến cho bản mệnh có cái cảm giác tin tưởng nhất lại có thể lừa rẻ nhất đó bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi đang có cái điềm báo với những cái sự nỗ lực và cố gắng của bạn tuổi Hợi không nhận được cái sự quan tâm, công nhận xứng đáng, cho nên bạn tuổi Hợi bạn không khỏi buồn phiền đó nhá. Tuy nhiên, bạn tuổi Hợi bạn nên gạt bỏ những cái cảm xúc tiêu cực này, chỉ cần nỗ lực để vươn tới những cái thành quả mà bản thân mong muốn và gặt hái được những cái giá trị tốt đẹp nhất
cũng đã là một cái phần thưởng xứng đáng cho mình rồi bạn tuổi Hợi nhé. Nhưng trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được chính quan che chở, cho nên những cái nỗ lực của bạn tuổi Hợi dù không được ghi nhận nhưng lại giúp ích cho bản mệnh rất chi là nhiều cho những cái nhiệm vụ và dự án về sau này. Chính vì thế mà bạn tuổi Hợi, bạn đừng có đợi ai đó đánh giá mà chỉ cần bạn tập trung vào cái mục đích và kế hoạch của bản thân mình đề ra là được bạn tuổi Hợi nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong cái tuần mới này, cái con đường tình duyên của bạn cũng không được suôn sẻ trong cái thời gian gần đây, sẽ được bạn tuổi Hợi nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Bất kể là cái mối quan hệ với đối tác hay là bạn bè thì bạn tuổi Hợi đều phải chủ động hàn gắn lại tình cảm giữa bạn với đối phương mới có thể trở nên tốt đẹp được bạn tuổi Hợi nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại có được sao Bách Việt chiếu mệnh, chủ về cái sự đào hoa xuất hiện, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì không thiếu người theo đuổi. Thế nhưng trong đó cũng có những người tiếp cận với ý đồ xấu và bạn tuổi Hợi, bạn mệnh nên cẩn thận hơn, chớ nên tin từ ai đó một cách dễ dàng. Hãy để ý tới những cái hành động của người ấy để biết cách mà tránh bạn tuổi Hợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào, gặp lại.